Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả Tình nóng ngày 4 tháng 11 năm 2022 của Báo Việt ngữ đã cho tự do Có những nội dung chính sau đây mời quý vị cùng theo dõi Vụ tỉnh thất bồng lai Lê Thanh Hoàng Nguyên nói Việt Nam không có nhân quyền, tự do tôn giáo Bộ thông tin truyền thông sắp đưa ra quy định bắt gỡ bỏ thông tin độc hại trong vòng 3 giờ Vụ vạn tỉnh phát Hà Nội yêu cầu đóng băng tài sản 762 công ty và 14 cá nhân Việt Nam Trung Quốc tiến hành tuần tra chung ở Vịnh Bắc Bộ lần thứ hai trong năm 2022. Nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án, ông Lê Thanh Hoàn Nguyên, một trong bốn bị cáo trước tòa phúc thẩm khẳng định bản thân cảm thấy Việt Nam không có chút quyền con người nào sau khi tham dự hai phiên tòa. Ông Lê Thanh Hoàng Nguyên ngày 3 tháng 11 nói trong đoạn video được nhiều YouTuber ghi trực tiếp từ màn hình chiếu ở hội trường cạnh tòa án trong phiên phúc thẩm vụ án tịnh thất bồng lai thiền nam bên bờ vũ trụ về cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ do tòa án nhân dân tỉnh Long An tiến hành tại trụ sở của cơ quan này ông Hoàn Nguyên cùng với các ông Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và Lê Thanh Nhị Nguyên đều khẳng định mình vô tội và kêu oan khi được hội đồng xét xử cho phép nói lời cuối cùng trong phiên tòa phúc thẩm kéo dài trong hai ngày 2 và 3 tháng 11. Tuy nhiên, hội đồng xét xử liên tục ngắt lời của họ, trong khi công an bảo vệ phiên tòa buộc họ trở về chỗ ngồi khi họ còn chưa nói xong. Bốn người này cùng với ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc là bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm về cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo khoản 2 Điều 331 của Bộ Luật Hình Sự. Nhạc sĩ Tuấn Khanh, một Phật tử từ Việt Nam, bình luận về phiên phúc thẩm qua tin nhắn đến Đài Á Châu Tự Do. Vụ án Thiền am cho thấy mọi thứ diễn ra từ một bài toán chấp vá và vô nghĩa của hai viên chức cao cấp của giáo hội nhà nước là Thích Nhật Từ và Thích Minh Thiện và các cơ quan địa phương tỉnh Long An oan sai, áp đặt tội, bức luận chứng cứ và kinh thị pháp luật. Nếu tính từ thời vụ án Hồ Di Hải, Nguyễn Mai Trung Tấn cho đến Thiền Am, thì tòa án và công an Long An thật sự vang danh. Ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhóm 5 luật sư của Thiền Nam cho rằng họ đã giới thiệu những tia sáng công lý hiếm hoi và trần những chi tiết mờ ám ngay tại tòa, đem lại niềm cảm hứng về quyền con người trước luật pháp bất chấp kết quả phán quyết vô pháp cuối cùng. Trước đó, trong phiên sơ thẩm ngày 20-21 tháng 7, họ bị Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa kết án tổng cộng 23 năm 6 tháng tù giam. Họ bị kết tội đăng tải nhiều bài viết clip trên mạng xã hội Facebook và Youtube trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021 có thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của cơ quan công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo, tức Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Trong tuyên bố chung, sau khi phiên tòa phúc thẩm kết thúc, nhóm luật sư của tỉnh Thất Bồng Lai, bao gồm các ông bà Đặng Đình Mạnh, Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Miếng, Ngô Thị Hoàng Anh và Đào Kim Lân nói họ vô cùng thất vọng về quyết định y án sơ thẩm cho dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước để đón nhận kết quả này. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đưa ra một quy định mới bắt gỡ bỏ các thông tin đọc khỏi mạng xã hội trong vòng 3 giờ. Những thông tin sai sự thật sẽ bị gỡ bỏ trong vòng 24 giờ đồng hồ. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thông tin này tại Quốc hội hôm 4 tháng 11. Theo ông Hùng, tin sai sự thật trên mạng nếu không được giải quyết nhanh chóng sẽ lan rộng. Vì vậy, ông nói Bộ Truyền thông Thông tin sẽ đề nghị thời gian gỡ bỏ các thông tin này thành 24 giờ thay vì 48 giờ như hiện nay. Người đứng đầu Bộ Thông tin Truyền thông cũng đề nghị việc nâng tiền phạt hành chính gấp 3 lần mức hiện tại đối với những trường hợp đưa tin sai sự thật. Ông Hùng nói rằng mức phạt của Việt Nam hiện tại chỉ bằng 1 phần 10 so với mức phạt của các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa có đề nghị các cơ quan, đơn vị tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến giao dịch cổ phần, phần góp vốn của 762 công ty trên địa bàn Hà Nội và 14 cá nhân có liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát theo đề nghị từ Bộ Công an. Truyền thông nhà nước loan tin này hôm 3 tháng 11. Động thái này được đưa ra sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nhận được văn bản của Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra. Nội dung yêu cầu là ngăn chặn các tổ chức và cá nhân tẩu tán tài sản, tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần góp vốn của các công ty ở Hà Nội thuộc sở hữu của những bị can, cá nhân và công ty liên quan vụ án ở Vạn Thịnh Phát. Theo truyền thông nhà nước, danh sách 14 cá nhân mà Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố đã bao gồm 12 người ở thành phố Hồ Chí Minh, gồm Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Chu Lập Cơ, Chu Diệt Hằng, Chu Diệt Phấn, Trương Lập Hưng, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Nguyễn Phương Anh và Nguyễn Hữu Hiệu. Hai người còn lại là quốc Hartman Oliver là quốc tịch Úc và Trương Vincent King quốc tịch Mỹ. Trong danh sách 762 công ty có công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, công ty cổ phần bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6, công ty CP là CIENCO 6. Cảnh sát biển Việt Nam và hải cảnh Trung Quốc vừa bắt đầu cuộc tuần tra chung trong vùng nước tiếp giáp đường phân định ở Vịnh Bắc Bộ lần thứ hai trong năm nay vào ngày 3 tháng 11 vừa qua. Các cuộc tuần tra chung giữa hai nước ở Vịnh Bắc Bộ được xem là một trong các biện pháp nhằm gia tăng hợp tác giữa các lực lượng chấp pháp trên biển của hai quốc gia ở Vịnh Bắc Bộ. Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1, được báo nhà nước trích phát biểu tại buổi lễ bắt đầu cuộc tuần tra chung rằng hoạt động này góp phần tăng cường hữu nghị truyền thống giữa hai nước và xây dựng vùng Vịnh Bắc Bộ thành vùng nước hòa bình và ổn định, tuân thủ luật pháp. Theo trang tin Hải quân của Việt Nam tham gia tuần tra lần này, phía Việt Nam có hai tàu cảnh sát biển 8004 và 8003 xuất phát từ cảng Hải Phòng. Cuộc tuần tra chung lần này sẽ kéo dài đến ngày mùng 6 tháng 11, phạm vi tuần tra trải dài trên 13 điểm với quãng đường là khoảng 255 hải lý từ Đông Nam đảo Trần 13 hải lý đến Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý trên đường phân định vịnh Bắc Bộ. Đây là lần thứ năm hoạt động tuần tra chung trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh Bắc Bộ giữa cảnh sát biển Việt Nam và cảnh sát biển Trung Quốc được tổ chức sau khi hiệp định hợp tác nghề cá giữa hai nước hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay Cảm ơn phần theo dõi của quý vị Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm tin tuần sau Cũng ngay trên kênh Youtube và Facebook của Bài Điện Ngữ Đã Chào tự Do Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an